Xin kính chào quý vị và các bạn. Để tiếp theo chuỗi video clip về các thiết bị phụ trong hệ thống lạnh, hôm nay tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn về cấu tạo của bình trung gian. Trong máy lạnh nhiều cấp, người ta sử dụng bình trung gian để làm mát hơi môi chất giữa các cấp nén và làm mát chất lỏng ngưng trước khi qua van tiết lưu. Trên đây là sơ đồ cấu tạo của bình trung gian đặt đứng của ống xoắn ruột gà. Bình trung gian có cấu tạo hình trụ, có chân cao và bên trong hình bố trí ống xoắn làm lạnh dịch lỏng trước tiết lưu. Bình có trang bị hai van phao khống chế mức dịch. Các van phao được nối vào ống góc số 14 để lấy tín hiệu. Van phao phía trên V1 bảo vệ mức dịch cực đại của bình, nhằm ngăn ngừa hút lỏng về máy nén cao áp. Khi mức dịch trong bình dâng cao đạt mức cho phép, van phao tác động đóng van điện tử ngừng cấp dịch vào bình. Van phao dưới V2 khống chế mức dịch cực tiểu, nhằm đảm bảo các ống xoắn luôn luôn ngập trong dịch lỏng. Khi mức dịch dưới hạ xuống quá mức cho phép, van phao V2 tác động mở van điện tử cấp dịch cho bình. Ngoài van phao, bình còn được trang bị van an toàn và đồng hồ áp suất lắp ở phía trên thân bình. Ga từ máy nén cấp 1 đến bình được dẫn sục vào trong khối lỏng, có nhiệt độ thấp và trao đổi nhiệt một cách nhanh chóng. Phần cuối ống số 2, người ta khoan nhiều lỗ nhỏ để hơi sục ra xung quanh bình đều hơn. Phía trên thân bình có các nón chắn, có tác dụng như những nón chắn trong bình tách dầu và bình tách lỏng. Dòng lỏng tiết lưu hòa trộn với hơi quá nhiệt cuối quá trình nén cấp 1 trước khi đưa vào bình. Ống hút hơi về máy nén cấp 2 được bố trí nằm phía trên các nón chắn. Bình trung gian được bọc cách nhiệt và bên ngoài cùng bọc tôn bảo vệ. Bình trung gian có ống xoắn ruột gà, ngoài việc sử dụng để làm mát trung gian, bình còn có thể sử dụng để tách dầu cho dòng ga dẫn dầu đẩy máy nén cấp 1, tách lỏng cho ga hút về máy nén cấp 2 và quá lạnh lỏng trước khi tiết lưu vào dàn lạnh nhằm giảm tổn thất tiết lưu. Trên đây, tôi vừa giới thiệu tới quý vị và các bạn về cấu tạo của bình trung gian. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn.